Xin chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Và hôm nay em tiếp tục về được một combi đàn ông AVC3890. Dòng này thì nó sẽ có cấu hình rất là khủng, điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện lên đến là 290W. Toàn bộ mặt trước được thiết kế phay nhôm màu vàng chanh rất là sang trọng và máy sẽ hỗ trợ cổng kết nối cổng quang. Anh em có thể chơi nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV, chơi nhạc YouTube rất là tiện lợi. Và với kết nối cổng analog thì ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và đặc biệt là phần giải mã DAC thì máy sẽ sử dụng một cái bộ giải mã DAC 24bit 192kHz, đó là dòng chip giải mã Benrao. Thì Benrao là một trong những chip giải mã DAC cao cấp đã được anh em audio đánh giá rất là cao và yêu thích về cái chất âm của nó nha anh em. Về dòng này thì nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta chức năng là chỉnh bass chép, chức năng điều chỉnh equalizer nên chất âm cải thiện rất là đáng kể và rất là hay nha. Và đây là một chiếc amply nguyên thủy từ Nhật về, chưa hề cài đặt nha. Và bây giờ thì em sẽ cài đặt những cái thông số luôn cho anh em. Và những cái thông số cần phải cài đặt như sau. Đó là cài đặt loa. Ta nhấn nút setup nha và di chuyển xuống là mục speaker setup. Thì về chi tiết sử dụng thì anh em có thể tham khảo thêm ở trên kênh của em, đã có rất là nhiều video hướng dẫn sử dụng và cài đặt. Và hôm nay em sẽ cài đặt nhanh luôn cho anh em. Cài đặt loại loa lớn hết nha. Tất cả đều loa lớn. Surround A loa lớn, Surround B cũng loa lớn. Surround Back cũng loa lớn luôn. Rồi Enter. Channel Level, volume từng kênh loa. Mũi tên xuống và test on star. Rồi lúc này thì nó sẽ có tiếng động âm thanh ở khi cái loa ta cài đặt nha. Và loa phong trái phong phải em đã kết nối loa rồi nha anh em. Cài đặt rất là nhanh. Rồi loa surround R. Surround back R. Surround back L. Surround L. Subwoofer. Rồi sau khi cài đặt xong thì ta nhấn Enter, trở ra. Ở mục subwoofer mode thì ta di chuyển sang L, FE, Command nha. Rồi Exit ra. Mục Input Setup. Rồi tiếp theo nữa là mục Equalizer. Auto Zoom Equalizer. Ta di chuyển xuống mục Menu Equalizer. Ở loa phong left, ta nhấn mũi tên xuống nha. Chỉnh tần số từ 63Hz, 125Hz. Ta cho cộng 5. 1 ký ta cho cộng 2. Anh em có thể tùy chỉnh theo ý muốn của mình. 2, 3. Hai ba bốn sáu nha. Rồi mũi tên lên xuống sẽ thay đổi các dải tần số nha. 2 3 5 6. Rồi chỉnh lo không L. 6 5. Hai ba. 5 6. Rồi như vậy là em đã cài đặt cơ bản xong cho mục equalizer, cho loa trái và loa phải. Những cái loa còn lại thì anh em chỉ việc vào cài đặt mà thôi nha. Tiếp theo nữa là chỉnh bass chép nha. Ở đây là sound parameter, ta nhấn nút tone nha, mũi tên ngang, tone off nha và di chuyển xuống, tăng giảm bass lên, mũi tên xuống và tăng chép lên. Rồi và như vậy là xong cái mục chỉnh bass chép, chỉnh cài đặt loa rồi nha anh em. Và như vậy là chiếc amply của chúng ta cài đặt âm lượng âm thanh rất là đáng kể nha. Trước khi cài đặt rất là nhiều. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái đoạn âm thanh. Cổng CD là cổng analog nha. Rồi tiếp nữa là cổng quang. Chất âm rất hay nha anh em, rất là đậm đà. Và đây anh em sẽ thấy là chức năng zoom equalizer, đây là chức năng để tắt mở equalizer nha. Ta sẽ mở lên on lên thì nó sẽ có hiệu ứng theo cái equalizer mà ta vừa cài đặt nha. Rồi đây là Surround Back, chế độ là 7 set radio.
Thì với chế độ này anh em có thể nghe nhạc bằng 7 kênh loa khá là hay, để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và với thiết kế công suất ra loa là 180W cho loa 6 ohm rất là khỏe, thì anh em vẫn có thể lắp thêm van số vào để chơi karaoke tốt luôn nha. Rồi để chỉnh bass chép thì đây có sao parameter nha, tương tự như là điều khiển trên remote nha. Về kích thước chiều ngang của máy là tiêu chuẩn là 434mm và chiều cao của nó là 171mm, chiều sâu là 429mm, trọng lượng lên tới là 17,5kg, rất là khủng nha anh em. Cận cảnh mặt trước của máy nha anh em, phay nhôm và vằn chanh rất là đẹp nha, màn hình sáng rõ. Ở cái góc này thì nó bị cấn nhẹ do vận chuyển nha anh em, nên âm đi này thì em sẽ để một cái giá cực tốt luôn để cho anh em chơi. Dòm này cấu hình rất là gấu nha, toàn bộ giắc cắm mạ vàng hết nha anh em. Và đây là cổng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV xuống, cổng analog để chơi nhạc từ đầu đĩa nha. Rồi đồng AVC 3890, điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 290W. Máy tính sao anh? Và bây giờ thì em sẽ test các ngọn ra loa luôn cho anh em nha. Dòng này chơi 7 loa stereo. Hai loa phong, loa center và một cặp loa surround. Và một cặp loa cho vị trí là Sarabak. Và ta có thể chơi cùng lúc là 7 loa. Và sau đây thì em sẽ test luôn cái chức năng để làm rè cho mã DAC cho anh em. Cổng loa phong. Đây là một cái bộ dây mã DAC nội bộ để trong tầm giá Made in Japan, và có thể điều chỉnh âm sắc, điều chỉnh equalizer nên chất âm của nó cải thiện rất là đáng kể. Và đặc biệt là chip DAC của nó là chip pin round, là một dòng chip DAC cao cấp đã được anh em audio đánh giá rất là cao về chất âm của nó nha anh em. Tấm lưng còn rất là đẹp nha, đẹp lắm lành hết nha, bị một góc nhẹ thôi, còn lại là đẹp hết nha anh em. Âm ly Đàn Ông AVC 3890, cấu hình rất là khủng nha anh em, biến thế nguồn rất là to. Dòng này thì nó sẽ đánh là 14 sọt hang lớn, 14 con. Ru căng sạch sẽ hết nha anh em, mà rất là đẹp và rất là gấu nha. Chip giải mã DAC pin round nằm ở bên hông âm ly. Chip 1791 nha anh em. Pin round là một trong những chip giải mã DAC đã được anh em audio rất là yêu thích về chất âm của nó nha anh em. Riêng cái phần giải mã DAC này thì cũng rất là đáng đồng tiền nha anh em. Với chiếc đi Đàn Ông AVC 3890, cấu hình khủng Martin Sabang 290W với kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV. Và ngoài ra với cổng Real thì ta có thể sử dụng chiếc đi này để làm giải mã DAC, vừa giải mã DAC vừa có thể điều chỉnh âm sắc rất là hay, ngon bộ rẻ trong tầm giá. Và ta vẫn có thể lắp thêm van số vào để chơi karaoke tốt. Với chiếc đi Đàn Ông AVC 3890 thì em sẽ bán với giá là 4.600.000 đồng, giá chưa gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh, ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.